Trong tập trước, đám người Diệp Phàm đã bước ra khỏi hoàng cổ cấm địa. Một lão gia tu tiên lập tức bay tới chào hỏi có phải bọn họ mới đi ra từ hoàng cổ cấm địa sao. Bằng Bác cũng thắc mắc hỏi thăm có phải lão gia này đến từ cung điện trên bầu trời kia không. Lời này làm cho Ngô Thành Phong cũng bất ngờ. Ông cho biết từ xưa tới nay, nếu đi nhầm vào trong cấm địa mà còn sống đi ra ngoài. Họ đều nói rằng nhìn thấy một vùng tiên cung gần ngay trước mắt, vậy nhưng lại không thể chạm tới. Lão vô cùng thắc mắc, rốt cuộc bọn họ tiến vào trong bằng cách nào. Diệp Phàm đem sự thật là bị mang đến đây nói ra, vậy nhưng không hề nhắc tới chuyện chiếc quan tài. Lão ta suy đoán có cường giả không tầm thường bày ra thế trận ở tòa núi cổ đó, có thể vật đổi sao rời trong nháy mắt. Loại thủ đoạn này đúng là vô cùng đáng sợ. Vậy nhưng mà mọi người có thể đi ra ngoài thì đúng là cơ duyên ngàn năm khó gặp. Diệp Phàm không nghĩ vậy, bọn họ còn suýt mất mạng ở trong đó, nói gì đến cơ duyên ngàn năm. Ngô Thành Phong cho biết, sinh mệnh cấm khu vốn là chằm chết một sống, vậy nhưng mà khô hài cũng được kích hoạt. Nếu như đi theo con đường tu hành thì có thể làm ít công to. Lão muốn mời mọi người đi tới linh khư động thiên của mình tu luyện. Lão sẽ đào tạo mọi người thật tốt. Nếu như siêu năng tu luyện, công pháp có thành tựu thì tự có thể thay đổi dung mạo cho lại tuổi xuân và đương nhiên là có thể ngự không phi hành. Mọi người nghe vậy liền hứng khởi và đồng ý đi theo tu luyện. Ngô Thành Phong tạo ra một trận pháp đưa theo mọi người rời đi. Cảm giác được bay lượn khiến mọi người vô cùng thích thú. Vậy nhưng, vui vẻ chưa được bao lâu thì biến cố đã xảy ra. Một quả cầu lửa đột nhiên lao về phía Ngô Thanh Phong, cả đám bị đánh rơi xuống đất. Ngay sau đó, một người tên là Nguyệt Hồng trưởng lão xuất hiện. Mục đích của bà ta đến đây cũng là nhắm vào đám người Diệp Phàm, muốn dẫn vài nhân tài quay về yên hào của bà tu luyện. Ngay sau đó, hai lão giả khác cũng xuất hiện, bọn họ đều có ý định thu nhận đám người Diệp Phàm. Cả bốn người đều muốn có phần, xem ra kèo này phải phân chia rồi. Lão già đến từ Từ Dương Động Thiên chỉ muốn hai người Diệp Phàm và Bằng Bác, còn lại thì để cho ba người khác. Lão lập tức mang theo hai người rời đi. Nguyệt Hồng trưởng lão thấy vậy, lập tức ngăn cản. Ngô Thành Phong cũng rất thủ kéo hai người lại. Nguyệt Hồng đưa ra yêu cầu đánh một trận giao hữu, ai thắng thì được chọn trước. Những người còn lại đều không có ý kiến, họ lập tức bộc phát lực lượng rồi lao vào nhau quần chiến. Mỗi một chiêu tung ra đều dễ dàng chém ngọn núi nhỏ nổ thành trăm mảnh, uy lực vô cùng to lớn. Điều này làm cho đám người Diệp Phàm vô cùng ngưỡng mộ. Ngô Thành Phong thừa cơ hội khống chế ba người kia lại, rồi khuyên bọn họ bình tĩnh, tạm thời dừng tay đã. Lão ta đưa ra đề nghị là dựa theo quy tắc xưa để tiến hành. Trước tiên là tiến hành đào tư chất của từng người, rồi lựa chọn nơi thích hợp tu luyện cho bọn họ. Ba người bên kia nghe vậy cũng đồng ý. Lần lượt từng người đều được kiểm tra, tư chất của bọn họ rất tốt, mà tư chất của Diệp Phàm càng tốt hơn. Anh sở hữu loại thể chất vốn chỉ có trong truyền thuyết là hoang cổ thánh thể và cái thế thánh thể. Từ nghìn năm qua cũng khó có thể xuất hiện một người có cái thế thánh thể. Nếu có thì cũng sẽ bị thế gia hoặc thánh địa giấu đi. Vậy nhưng đáng tiếc là anh lại sở hữu thêm một loại thể chất nữa là hoang cổ thánh thể. Đây là loại thể chất được vinh dự là thần thể đứng số 1 từ trước tới nay. Người tu hành nắm giữ sẽ đạt tới cảnh giới không thể đoán trước được. Vậy nhưng từ sau thời đại hoang cổ thì loại thể chất này lại đột nhiên bị phai mờ dần. Không chỉ không có đủ uy thế mà cũng không thể ngạo thị chư thiên như thời tiền hoang cổ nữa. Từ nghìn năm trở lại đây, người có thể chất này không ai có thể bước vào con đường tu hành. Cho nên, hoang cổ thánh thể bây giờ chính là phế thể. Mọi người đều tiếc nuối cho Diệp Phàm. Bước kiểm tra đã xong, việc kế tiếp là xác định nơi phù hợp cho mọi người tu luyện. Ngô Thành Phong muốn mời Bằng Bác gia nhập vào linh khư đồng thiền. Vậy nhưng, Bằng Bác lại không muốn bỏ rơi Diệp Phàm, hắn phải đi cùng với anh, nếu không có thì sẽ không. Ngô Thành Phong cũng nhắc nhở, trong động thiên phúc địa vốn không có phàm nhân. Diệp Phàm gia nhập vào, đối với anh sẽ không phải là chuyện tốt. Diệp Phàm cũng khuyên Bằng Bác vậy nhưng hắn không nghe, nên anh đành phải dùng cách đó là nhận lời đến linh khư động thiên làm khách chứ không gia nhập. Điều này vừa đúng ý của Ngô Thành Phong, đây là cách tốt nhất rồi. Lão không thể chính thức thu anh làm đệ tử, vậy nhưng sẽ đối đãi bình đẳng với anh. Ngay sau đó, những người còn lại cũng nhận được phần chia đến các nơi khác nhau. Trước khi chia tay, họ đều tiến lại an ủi Diệp Phàm. Mong anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Sau màn tạm biệt thì ai cũng về nhà nấy. Lần nữa được bay lượn, cảm giác của Diệp Phàm và Bằng Bác đều vô cùng thích thú. Rất nhanh, họ về đến nơi. Linh khư động thiên quả nhiên là nơi tiên cảnh. Sơ môn được xây dựng trên các ngọn núi treo lơ lửng trên bầu trời. Nhìn từ xa đã thấy hùng vĩ, tiến lại gần càng hoành tráng hơn. Kiến trúc đồ sộ được xây san sát nhau. Bên trong sân cũng có rất nhiều đệ tử đang tập luyện. Sự xuất hiện của hai người lập tức khiến một lão già là Hàn trưởng lão chú ý tới. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Các bạn hãy đón xem các tập tiếp theo nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!